hắn xuyên không vào người hoàng tử phế vật trở thành một con rối cho quyền thần thao túng hậu cung mỹ nữ vô số nhưng đều là sát thủ của kẻ thù để thoát khỏi số phận nghiệt ngã này trở về thời hiện đại hắn phải giả heo ăn thịt hổ từng bước phá hoại kế hoạch của quyền thần và điều đặc biệt hắn phải trở thành một hôn quân vô đạo khiến đại càn đi vào con đường diệt vong nhưng phải bảo toàn được tính mạng bộ truyện thuộc thể loại xuyên không võ thuật đấu trí đặc biệt có nhiều mỹ nữ các bạn cho mình một like ủng hộ rồi cùng vào chuyện nhé mở đầu chuyện một khung cảnh đẹp đẽ cổ đại dần dần hiện ra nơi này là dị thế giới vương triều đại càn hoàng cung đế đô tương truyền tiên hoàng càn nguyên đế đồ thiên quân băng hà con trai thứ tư đồ dạ kế vị nhưng mà đồ dạ không phải là thái tử đã được đồ thiên quân chỉ định người này rốt nát kém cỏi hoang dâm vô đạo được xưng là đồ bỏ đi lại vì gian cơ ủng hộ kế thừa hoàng vị đồ dạ đang ngồi nhấm nháp rượu ngon nghe đến đoạn này thì mặt nghệt ra hửng y run run dễ dễ mở to mắt vừa rồi hoàng đế vô dụng đồ dạ mà tiếng nói bên ngoài nhắc đến không phải là mình chứ khung cảnh lập tức thay đổi quay về thời điểm mấu chốt trước đây không lâu trước đó anh ấy thân là người hiện đại vừa có chị gái nhảy múa bên cạnh vừa chỉ điểm Giang Sơn ở một nơi nào đó. Chỉ điểm hăng say thì trên màn ảnh máy tính hiện ra một dòng thông báo lớn, nếu như có thể quay về cổ đại, bạn muốn xuyên về triều đại nào nhất? Nếu có thể trở lại thời cổ đại, nơi ngươi muốn xuyên không nhất là triều đại đó. Đồ Dạ lập tức bùng nổ máu huyết trong người, anh nhanh tay đánh lạch cạch lên máy tính. Anh nhắn hết tất cả lời muốn nói vào ô câu trả lời, giải yêu, ký chủ có chỗ nào nghĩ không thông, cổ đại có giảm giá sốc 40% không? Có chị gái xinh đẹp nhảy múa không? Xuyên không quay về còn phải mạo hiểm chết theo nhiều kiểu khác nhau còn chưa chắc đã có thể làm hoàng thượng có hậu cung ba nghìn người đẹp vì thế sinh ra ở thời đại này mới là tốt nhất bạn nên phải biết ơn thân ai ngờ sau khi anh thật sự gửi câu trả lời đi thì bản thân mình lại rơi vào cái triều đại xa xôi nào đó chơi mình đấy à không vừa mắt mình nói là xuyên không ngu ngốc vì thế chỉnh mình cho mình đến đại càn vương triều quỷ quái này còn tạo ra thiết lập mở màn rác rưởi như này mắng chửi còn chưa xong thì vòng tay hệ thống trên tay đồ dạ lần nữa vang lên giọng nói hệ thống chạy trốn vong quốc đã kích hoạt nó bắt đầu liên thuyên không ngừng xin chào ký chủ Tôi là vòng tay chạy trốn trợ lý hệ thống AI của bạn, bạn có thể gọi tôi là Đại Bôn. Đồ dạ hoa đá tại chỗ, anh tức đến sấm rình cũng phải nổi lên, mặt mày vặn vẹo hết cỡ chỉ để mắng cái đồ chết tiệt này trong lòng, thần Đại Bôn gì chứ? Còn có chạy trốn vong quốc là cái quỷ gì, mày đang chơi tao đấy à Đại Bôn bỏ qua lời nói mất kiểm soát của đồ dạ, giọng nó vẫn đều đều vang lên. Hệ thống này sản sinh ra từ nguyện vọng của ký chủ, nói đơn giản, chỉ cần bạn khiến càn triều bị diệt vong thì có thể quay về hiện thực, cố lên tôi sẽ toàn lực hỗ trợ thấy đồ dạ nãy giờ cứ ngồi nghệt ra một chỗ nhìn cái vòng tay em gái bên cạnh khó hiểu đến nhíu mày vương tử phế vật đồ dạ này sao đột nhiên lại ngây ra thế ai biết bên trong noi tâm đồ dạ đã dậy sóng ngầm khiến cản chiều vong quốc thì có thể quay về hiện thực sao đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy thiết lập kỳ lạ như này cô gái thì chẳng biết được mấy cái suy nghĩ của anh cô vẫn dán ánh mắt hoài nghi lên người đồ dạ trước đây hắn vừa nhìn thấy mình đã lộ ra nụ cười dung tục hôm nay cứ cảm thấy có gì đó không đúng đồ dạ bây giờ mới giật mình khỏi những suy nghĩ rối rắm anh nhìn sang bên cạnh mình vẫn còn một mỹ nữ đang nhìn chằm chằm, anh lần nữa mắng thầm, đệt kia là gì thế? Một bảng tóm tắt nhân vật hiện ra, Triệu Muội, con gái nuôi của Triệu Trác, Triệu Giác vì muốn càng giám sát đồ dạ dễ hơn mà đã tặng cô ta cho đồ dạ làm thị thiếp ở hậu cung. Ngoài những dòng này còn có một vòng lục giác cho biết mức độ năng lực của cô nữa, quyền thuật 32, phản cốt 45, mê hoặc 90, Trinh phạt 35, hân võ 44, tâm cơ 71, tại sao mình lại có thể nhìn thấy số liệu và tài liệu về cô ta, giống với chơi game thế. Giọng Đại Bôn lại trầm chậm, chậm vang lên. Nghe như nó có thể nhìn thấu mọi thắc mắc trong lòng đồ dạ vậy, đây là công năng bổ trợ ấm lòng mà đại bôn tặng cho ký chủ. Phạm là nhân vật quan trọng có dây dưa đến mục tiêu vong quốc thì ký chủ đều có thể lấy được số liệu tài liệu về người đó bất cứ lúc nào, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Triệu Muội đột nhiên lại ngây người ra, ánh mắt cô mở to sáng ngời, dường như vừa nhìn thấy điều gì kinh diễm mỹ miều, vừa rồi là ảo giác của mình sao? Một khắc vừa rồi, trong ánh mắt bệ hạ nhìn mình, hình như có thoáng qua ánh sáng. Tưởng tượng của cô là thế chứ thực tế thì đồ dạ đang nhìn cô bằng ánh mắt xem xét, trầm tư vì thân phận của cô vậy thế chị gái xinh đẹp này là do triệu chắc cài cắm giám sát bên cạnh ta mị lực của mình cũng cao thật triệu muội nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đồ dạ thì trong lòng cô ầm ầm tiếng sấm báo không ổn kỹ thuật diễn mình từng tự hào hình như bị điện hạ nhìn thấu rồi đột nhiên lúc này bên ngoài cửa có người đi vào trong điện một nam nhân áo trắng cung kính đi lên điện hạ thần thấy vừa rồi ngài cứ luôn thất thần hình như có tâm sự gì đó đồ dạ nhìn chăm chăm hai người đang đứng bên dưới trong bộ dáng đạo mạo đó cũng có chút khí chất nhưng hệ thống đã cảnh báo rồi hai tên bên dưới chắc là gian thần mà lúc mở màn nhắc đến nhỉ tài liệu của họ ta cũng có thể thấy được tên áo trắng vừa nói chuyện chính là lý thiên nguyên hữu thừa tướng càn triều huynh đệ với triệu trác coi đồ dạ là con dối có thể khống chế mưu đồ ủng hộ đồ dạ đăng cơ làm càn hoàng chỉ số tính cách của hắn lần lượt là quyền thuật 94, phản cốt 76, mê hoặc 65, tâm cơ 90, hàn võ 51, trinh phạt 41. Người còn lại là Triệu Trác, tả thừa tướng càn Triều huynh đệ với Lý Thiên Nguyên, coi đồ dạ là con rối có thể khống chế. Mưu đồ phò trợ đồ dạ đăng cơ làm cần hoàng, chỉ số tính cách của lão là quyền thuật 82, phản cốt 100, Mê Hoặc 70, Tâm Cơ 79, Hàn Võ 66, Trinh Phạt 65. Đồ Dạ sắc mặt có chút tối sầm khi xem xong hai bảng giá trị của họ. Ồ, giá trị quyền thuật và tâm cơ của Lý Thiên Nguyên thật sự nghịch thiên. Giá trị của Triệu Trác lại hơi thấp, nhưng không có gì kém cả, có thể gọi là giỏi toàn diện. Triệu Muội bên cạnh thì vẫn còn đang đắm chìm trong sự khác lạ cùng với ánh mắt ban nãy của Đồ Dạ. Ẩn đầu tiên bệ hạ có ánh mắt lạnh nhạt như này, rất đáng sợ, nhưng lại khiến cho mình hơi phấn khích. Triệu Trác lên tiếng, lão cười cười với như đang chơi Đồ Dạ mà nói với Lý Thiên Nguyên, "Lão Lý hả? điện hạ e là đang lo lắng long ỷ sắp vào tay này mình ngồi không vững nhỉ đồ dạ hồi thần y nhất một ngụm rượu đáp không có ta hận không thể không ngồi vững long ỷ để sớm ngày vong quốc đây triệu muội bên cạnh trong lòng âm thầm phân tích đồ dạ đối mặt với khiêu khích vô lệ của cha nuôi mà cũng không tỏ rõ hỉ nộ long dạ điện hạ cũng trở nên khó giỏi như thế từ bao giờ triệu chắc không để ý lời vừa rồi của đồ dạ lão tiếp tục nói dù gì di chiếu trước khi tiên đế băng hà là muốn để thái tử đang dẫn binh bên ngoài đồ tô kế vị đồ dạ bây giờ lòng mới sáng tỏ vài chuyện thì ra thái tử được hoàng đế tiền nhiệm chỉ định là đồ tô hình như trước mắt hắn không ở đế đô mà là dẫn binh ở bên ngoài triệu chắc thấy đồ dạ không nói năng gì lão nghĩ rằng anh đang ngầm đồng ý nên lão vẫn như trước đây nói năng cuồng vọng bây giờ chúng ta làm trái di chiếu chuẩn bị phò trợ điện hạ ngài đăng cơ đồ dạ lòng thầm thêm chắc chắn chả trách hai tên này lại dám ở lại đế đô ngạo mạn như này triệu chắc cười vui vẻ đập đập tay xuống mô hình hành cung lão liên tục nói suy nghĩ của mình mặc dù hắn sẽ không mở nắp quan tài giết chúng ta nhưng đồ tô thì không nói chắc được lão lại từ từ từng bước đi lên phía long ỉ nơi đồ dạ đang ngồi vừa đi vừa nói dù gì thì tin tức tiên đế chết vẫn chưa truyền ra ngoài lên đến nơi lão cầm trên tay cái ngọc tỷ đưa đến trước mặt đồ dạ nụ cười cũng méo mó nói ngọc tỷ truyền quốc bây giờ ở trong tay chúng ta hay là tiên hạ thủ vi cường truyền một đạo thánh chỉ để đồ tô bồi táng cùng tiên hoàng đồ dạ có phần khiếp sợ trước ý nghĩ man dợ này của lão trong lòng lại gợn sóng nếu như theo kế hoạch của hắn hạ thánh chỉ giết chết đồ tô thì mình có thể ngồi vững trên hoàng vị không những không thể mau chóng đạt đến mục tiêu diệt quốc mà còn sẽ giống với con rối bị chúng chơi đùa xương cốt cả nguyên đế chưa lạnh hai thần tử khi còn sống hắn tin tưởng nhất thì lại làm trái di nguyện của hắn mưu đồ phò trợ một thái tử phế vật đăng cơ trở thành con rối để chúng thao túng thiên hạ đồ dạ biết rằng đã xuyên đến đây rồi còn không thể xem kịch không có chị gái để ngắm cũng thôi đi còn bị hai lão già này chơi đùa cuộc sống như này một giây mình cũng không muốn đồ dạ ánh mắt hoang mang anh vừa xuyên đến chẳng bao lâu giờ đã gặp phải chuyện này phải làm sao đây đột nhiên ánh mắt anh va phải ngọc tỷ sáng chói ý nghĩ lập tức hiện lên y giật lấy ngọc tỷ để chúng xử mình không phải là được rồi sao triệu chắc nhìn thấy ngọc tỷ bị đồ dạ cướp về tay lão mở lớn đôi mắt nỗi khiếp sợ bao trùm cả gương mặt đồ dạ ngươi làm gì thế đồ dạ đưa ngọc tỷ lên cao làm dáng trông như y đang muốn đập ngọc tỷ xuống đất ai mà ngờ được trong lòng đồ dạ bây giờ đang có một suy nghĩ vô cùng kỳ quái chỉ cần đồ dạ chết thì tương đương với cản quốc vong rồi hoàn mỹ nào mau xử ta đi triệu chắc chẳng biết ý muốn của đồ dạ là gì lão đang lo lắng sốt phó cho cái ngọc tỷ trong tay anh hơn đồ dạ ngươi muốn làm ý gì đồ dạ thấy triệu trác sắp lấy lại được ngọc tỷ trong tay mình rồi thì y lại càng dơ nó cao hơn đắc ý tiếp tục khiêu khích triệu trác bây giờ ta mới là hoàng đế sau này ngọc tỷ sẽ do ta bảo quản giết ai không giết ai cũng là do ta nói là được triệu muội bên cạnh không những không lo cho phụ thân mình mà cô ngược lại chỉ cảm thấy đồ dạ quá đẹp trai thì ra điện hạ vốn là nam nhân dám đối mặt trực diện với cha nuôi như này sao cô nhìn thật kỹ từng hành động mà đồ dạ làm ai tán thành ai phản bội trong lòng cô có muôn vàn cảm xúc mới lạ nhất chính là đầy kinh ngạc đây là lời thoại tràn đầy bá đạo khuôn mặt cực kỳ cảm xúc ngôn ngữ cơ thể tràn đầy sức nặng cô cảm thấy cảm thán như vậy mãi không đủ nam nhi phóng khoáng nhường nào thì ra là hàng loạt thành vi phế vật trước đó của điện hạ đều là giả vờ nhìn thấy đồ dạ đối đầu với cha nuôi thoải mái như vậy còn có vẻ thắng thế nữa cô chợt nhận ra trước đây đồ dạ toàn là diễn xuất mà bây giờ ngọc tỷ trong tay hắn mới có được nhân vật thích hợp nhất với diễn dịch của hắn ngược lại bây giờ cha nuôi thật sự không thể chịu đựng được nữa Chịu chắc bị đồ dạ xoay tới xoay lui như kẻ ngốc từ nãy đến giờ lão sớm đã tức đến nổi lửa trực tiếp dừng lại mắng đồ dạ tiểu tử ngươi còn chưa đăng cơ đã ngạo mạn rồi à ta có bản lĩnh phò trợ ngươi lên thì cũng có bản lĩnh giết chết ngươi đồ dạ vậy mà chẳng hề sợ hãi cái gì y ngược lại càng hưng phấn với lời đe dọa này cầm ngọc tỷ lên cười méo mó vậy ngươi làm đi mau giết chết ta đi thực ra trong lòng y đã sớm mắng lão già này nhiều rồi ngươi chỉ là nam nhân có giá trị hãn võ 77, đừng khiến ta thất vọng triệu chắc trước giờ xem trọng mặt mũi nhất lão không thể chịu được bị sỉ nhục như vậy lập tức xông lên được chứ xem ta bóp chết ngươi triệu muội thấy tình hình nguy cấp liền tiến lên kéo cha mình lại cha nuôi người bình tĩnh đi lúc này vị khách còn lại trong điện mới lên tiếng kéo giãn tình hình hai vị đừng làm ổn nữa mọi người đều có chung mục tiêu bình tĩnh trước thế nào đồ dạ nhíu mi nhìn sang người áo trắng đang bước đến gần lý thiên nguyên ngươi cũng bình tĩnh giỏi đấy bất chợt trong não y hiện ra một suy nghĩ y cười thầm một tiếng hê xem ra phải tăng thêm lửa lý thiên nguyên thấy mọi người đã im lặng thì định bụng nói tiếp hay là chúng ta nào ngờ vừa quay sang đồ dạ thì nhìn thấy một cái ngọc tỷ ngàn người mơ ước giờ lại đang bị ném về phía mình đôi mắt lý thiên nguyên được ngột tối sầm hắn nào phản ứng kịp đành cho mắt nhìn quất bảo của một nước rơi xuống đất vừa rơi xuống còn kèm theo tiếp hay ra cực kỳ giả dối của đồ dạ nữa đồ dạ thấy hai người kia đã đứng hình một lúc rồi y mặt tỉnh bơ nhún vai một cái nói ngại quá ta trở tay nhắc đến ngọc tỷ này phải nhắc đến ngọc tỷ truyền quốc tượng trưng cho khí vận và quyền uy của đại càn nó lại là tín vật để đế vương hiệu lệnh quần thần quyền ngự thiên hạ càng khôn đồ thiên quân từ đó xưng là càng nguyên đế ngụ ý cần chiều có thể thiên thu vạn đại làm vỡ ngọc tỷ lại là tội chết khiêu khích đến mức độ này thì ta không tin các người nhịn được đồ dạ trong lòng âm thầm vui vẻ chờ đợi kết quả như này có phải các người lập tức giết chết ta không để ta hoàn thành nhiệm vụ vong quốc quả nhiên triệu trác đã tức bay màu lão ánh mắt đáng sợ chứa ngàn dao găm chọc đến đồ dạ người người nhưng ngay khi lão chuẩn bị đánh chết đồ dạ thì ký thiên nguyên đưa tay ra ngăn cản điện hạ không bệ hạ chê cười rồi toàn bộ thiên hạ đều là của ngài huống hồ chỉ là một ngọc tỷ giọng lý thiên nguyên vô cùng bình tĩnh người này tựa như chẳng có thứ gì có thể làm hắn sao động vỡ thì vỡ rồi không phải là chuyện gì lớn sắc trời không còn sớm nữa bệ hạ nghỉ ngơi sớm đi những chuyện khác thì ngày sau rồi nói mấy lời này làm đồ dạ không kịp phản ứng lý thiên nguyên nói xong thì dẫn theo triệu chắc cùng lui khỏi điện để lại đồ dạ đứng trên ngai vàng nhìn theo bóng dáng bọn họ với ánh mắt đầy lưu luyến này này y hết ngày càng lớn không phải là thiên tử phạm tội phạt như thứ dân sao không giết chết ta sao chỉ là không có tiếng ai đáp lại y bên ngoài trời trong xanh chim cũng hót líu lo như mọi hôm triệu chắc cùng lý thiên nguyên ra khỏi càn cung thì liền tiến vào phủ của mình vừa vào trong triệu chắc đã nhịn không được mà oán hờn diệt trừ phải nghĩ cách diệt trừ đồ dạ Lý Thiên Nguyên quay đầu lại nói, "Triệu đại nhân, diệt trừ đồ dạ, ngươi có biết có hậu quả gì không?" Triệu Trác hung hăng nói lớn, "Có thể có hậu quả gì, ngươi vậy mà lại không có quốc khí, lại còn gọi một tiểu tử là bệ hạ." Lý Thiên Nguyên có đôi mắt nhìn xa trông rộng, hắn nghĩ thầm có mắng tên Triệu Trác này mấy trăm lần cũng chẳng khôn ra, hắn đáp lời, "Hồ đồ, bây giờ thái tử Đồ Tô dẫn binh bên ngoài, nếu như tiên đế chết không minh bạch ở đế đô, ngươi đoán xem ta và ngươi là hai người là quyền thần lúc tiên đế còn sống, có phải là đối tượng đầu tiên mà Đồ Tô hỏi tội không?" Đồ Dạ làm vỡ ngọc tỷ, khiến chúng ta mất đi một quân bài để đối phó với đồ tô triệu chắc ánh mắt mở lớn lão có thêm một trăm cái đầu cũng không nghĩ được đến bước này lý thiên nguyên nói tiếp chúng ta chỉ có thể dựa vào hắn người sắp đăng cơ thôi vì thế tạm thời chưa thể diệt trừ hắn triệu chắc dần hiểu rõ nhưng vẫn còn chỗ khúc mắc đợi đã lẽ nào ngươi muốn nói đồ dạ cố ý không để ta giết đồ tô mới đập vỡ ngọc tỷ không sai lý thiên nguyên lập tức nói ra những gì bản thân biết đồ tô vốn là viên đá cản đường trên đường đăng cơ của đồ dạ nhưng khi đồ dạ tăng cơ đã thành thì ngược lại hắn phải suy xét lại quan hệ với đồ tô trên dị giới đại lục chư quốc tranh bá sinh linh đồ thán sau cùng cân triều bình định một phương thống nhất đại lục phía bắc đó là một người chiến binh thật sự ngoài đồ tô tay nắm binh quyền thì có thể khiến người ta hành sự cố kỵ ở trên triều đình thì không thể không nắm chắc đồ dạ nếu như chúng ta ép đồ dạ quá hắn sẽ để mặc đồ tô vào kinh cá chết lưới rách với chúng ta mà chúng ta không dám cược lý thiên nguyên cẩn thận vạch ra sẵn kế hoạch không quên tận tình chỉ điểm cho triệu chắc ngơ ngác phía sau đồ dạ thậm chí sẽ lợi dụng quan hệ ba bên để chế ngự chúng ta một mình hắn chế ngự ba thế lực Triệu Trác ban đầu còn thấy có lý nhưng nói đến chuyện đồ dạ mà tính toán được như này thì có phần khó nói. Lão cười cợt nói, "Lão Lý ngươi nghĩ nhiều rồi nhỉ, tiểu tử đó có thể có đầu óc mà tính toán đến mức này." Lý Thiên Nguyên ánh mắt tĩnh lặng nói, "Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi có biết đây là lời của ai không? Đó lại là từ miệng của Càn Quốc thừa tướng vệ hình luật đại nhân trăm năm trước. Nhớ lại quá khứ, năm đó vệ đại nhân được Càn Vương trọng dụng thúc đẩy chế độ mới, quyền thế ngút trời, có thể gọi là dưới một người trên vạn người. Nhưng vì nguyên nhân đó mà mất đi tín nhiệm của Càn Vương bị ngũ sa phanh thay." triệu chắc hãy nghĩ đến gương mặt của đồ dạ là cơn tức trong người lại lần nữa dâng lên lão nghiến hết cả răng gần từng chữ ta lại chẳng phải là vệ hình luật gì tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước tiểu từ đó hắn chẳng qua chỉ dựa vào binh lực của đồ tô mà thôi nếu hắn không hạ chỉ ta sẽ tự phái người đi giết hắn sau đó lại đổ hết tội lên đầu hắn kết quả cũng giống thế lý thiên nguyên nhìn đến nơi xa xăm hắn thật sự không tin đồ dạ là người không có đầu óc trước đó lựa chọn phò trợ đồ dạ là vì trong nhiều con cháu của tiên đế thì hắn là kẻ dễ không chế nhất có điều bây giờ xem ra đột ngột lão ngừng lại nở nụ cười quỷ dị xem ra trong đầu lão lại có tính toán gì đó ngoan độc rồi. Tiên đế à, con cháu của ngài thú vị thật. Người người đang không ngừng tính kế để có quyền lực, thì bên đây, thế tử đồ dạ đang nằm ngủ đến tận trưa. Y đột ngột mở mắt, ánh mắt toàn tơ máu cho thấy ngủ cũng chẳng ngon, buồn chán quá đi, ăn thì không ngon, chơi thì không vui. Còn phải xem bản tấu, chả biết chữ gì, cái này không có cái kia không có, thật sự là thời đại buồn chán. Y buồn bực, bức bối đến khó chịu, gào thét như kẻ điên, không có điện thoại laptop mình sắp chết rồi đang trong cơn điên loạn vì nhàm chán thì y nhận ra vừa có người bước vào y nhìn đến thì là triệu muội cô chậm chậm bước vào tầm phòng cả gương mặt đều đỏ lự âm thanh mỏng manh vang lên bệ hạ ta muốn thị tầm rồi mặt của đồ dạ từ khó hiểu cho đến si mê y thầm nhủ ta thu hồi lại những lời trước đó trải qua một đêm xuân bên cạnh triệu muội đồ dạ căn bản đã cảm thấy không còn nhàm chán nữa không khống chế được căn bản không khống chế được y rời giường trong lòng nghĩ chỉ là để làm nhiệm vụ thì chỉ có thể làm phiền triệu su cô thôi đồ dạ quay sang nhìn người con gái trên giường y nhìn một chút chợt nhận ra một chi tiết châm sao ai mà ngờ được hôm nay nó còn có thể trở thành đạo cụ then chốt để đồ dạ ta hoàn thành nhiệm vụ vong quốc về lại thế giới hiện đại chứ trong đầu y có hàng vạn suy nghĩ nghĩ nào là có khi lại giống như trong những cuốn tiểu thuyết dùng châm đầm người y rót ra một chung rượu rồi gọi triệu su thực ra ngươi chính là gián điệp mà triệu chắc phái đến bên cạnh ta nhỉ ánh mắt triệu su mở to cô bàng hoàng bại lộ rồi không thể nào cô từ từ ngồi dậy tìm cớ ngụy biện bệ hạ ngài đang nói gì thế chu nhi không hiểu đồ dạ vẫn quay lưng về phía cô y lên tiếng yên tâm ta không quan tâm đến chuyện ngươi và triệu chắc cấu kết với nhau sau đó y nhấp một ngụm rượu lớn rồi quay ra sau nhìn thẳng vào mắt triệu xu hắn cài cắm ngươi ở chỗ ta không phải là để giám sát điều khiển ta sao thế nào bị ta vạch trần ngay tại trận nên vội rồi nhỉ nhìn thấy gương mặt đầy hoảng hốt của triệu xu đồ dạ lại càng vui vẻ mà nói tiếp ta rất hưởng thụ chơi trò chơi này với hắn nếu không thì làm hoàng đế cũng quá buồn chán triệu xu trăm tính vạn tính cũng không nghĩ rằng đồ dạ lại nhận ra nhanh như vậy cha nghĩa phụ trăm phương ngàn kế đưa mình đến bên cạnh hắn mà hắn lại chỉ xem như một trò chơi chéo ngược. Cô chầm chậm không một tiếng động đứng lên, hắn lật ngửa với mình, có phải là biểu thị đã chơi chán trò chơi rồi? Đôi bàn tay nắm chặt lại, Triệu Xu không chờ đợi được nữa, đồ dạ uống xong một ngụm rượu thì bắt đầu cảm thán, ngáp, rượu này hơi nặng đấy. Nói xong, y giả vờ gục xuống bàn mà ngủ, trong lòng đang chờ mong cái chết mau đến a, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội đấy, mau ra tay đi. Triệu Xu thật sự lấy châm trên đầu xuống, muốn đâm y từ sau lưng, thân phận của mình bị lộ, cũng mất đi giá trị phía nghĩa phụ. Cô càng lúc càng tiến gần đến đồ dạ phương pháp cứu vẫn chỉ có một triệu su nhẹ nhàng đi đến đồ dạ chẳng biết đang mơ gì mà lại phá lên cười vài tiếng bất ngờ đại bôn lại vang lên giọng nói hệ thống vong quốc đã hoàn tất cập nhật đại bôn sẽ tiếp tục cùng hành động phục vụ cho ký chủ cái này làm cho đồ dạ không thể giả ngủ được nữa y ngóc đầu dậy xem xét hệ thống cập nhật là cái quỷ gì ta sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi ngươi cập nhật không hề có ý nghĩa gì đại bôn lần nữa vang lên để khiến cho mục tiêu của ký chủ càng rõ ràng thì lần cập nhật này tăng thêm hệ thống tích điểm quốc lực hệ thống tổng hợp các chỉ tiêu của càn quốc về chính trị quân sự, kinh tế, văn hóa, có được tích điểm quốc lực. Ký chủ chỉ cần giảm tích điểm quốc lực xuống còn không thì tính như là hoàn thành nhiệm vụ vong quốc, tiện thì nhắc nhở luôn, tích điểm quốc lực trước mắt là 1000. Đồ dạ ánh mắt tan rã, trong lòng đầy khiếp sợ, đợi đã, cũng chính là nói, cho dù bây giờ mình có bị xử thì chỉ cần tích điểm quốc lực vẫn chưa về không thì cũng tính như là nhiệm vụ thất bại sao? Đại Bôn tốt bụng giải thích, với thân phận trước mắt của ký chủ, cho dù là chết cũng sẽ không khiến cho tích điểm về không. Ngay khi Đồ Dạ còn đang sợ hãi với cái thông tin mình vừa nhận được thì cái chết thật sự đã đến gần hắn kinh hồn bạt vía mắng chó chết sao không nói với mình sớm hơn và tại sao cái mạng của mình lại vô giá trị như vậy triệu xu tự cảm nhận được chính mình cần làm gì bệ hạ rất có khả năng lại đang thăm dò mình nhưng mình đã không còn đường lui rồi chỉ có thể cược thôi giây phút cây châm của triệu xu sắp găm vào đầu y thì đồ dạ bất ngờ quay đầu lại bắt lấy tay cô y đường đường chính chính ôm lấy eo cô triệu xu mở to đôi mắt quả nhiên lại bị kỹ thuật diễn của bệ hạ trêu đùa rồi đồ dạ thì thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm thật suýt nữa đã chơi hơi quá rồi nhưng triệu xu không bỏ cuộc cô rút tay khỏi tay đồ dạ giơ châm lên còn có cơ hội ta đâm nhưng bất ngờ trượt chân ngã xuống đất cô oán hận bản thân mà khóc đến khó coi đồ dạ lại cười rất vui vẻ thân là người mà giá trị hãn võ chỉ có 55, chị gái chị ăn trộm không thành còn muốn giết người thì cũng hơi ảo tưởng đấy y tiến lên lấy đi châm cài của chữ xu rồi nói với cô chữ xu ngươi quá nóng vội bị dăm ba câu của ta đã dấy lên sát khí rồi đồ dạ nâng cầm của triệu xu lên rồi gằn giọng cảnh cáo đây không phải là một gián điệp đạt tiêu chuẩn đâu triệu xu sợ đến khó ngăn nước mắt khóc đến đáng thương ám sát thất bại, mình sắp chết rồi sao? Khung cảnh thay đổi, Triệu Xu đang ở một nơi vô cùng tối tăm, cô hốt hoảng, nơi này là đâu, không phải mình đã bị bệ hạ. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện Triệu Trác, lão ta gọi cô, Su Nhi, chuyện dặn dò ngươi làm đã làm ổn thỏa chưa? Triệu Xu sợ hãi lùi ra sau, nghĩa nghĩa phụ. Đột nhiên gương mặt Triệu Trác vô cùng đáng sợ, lão đưa tay về phía cô rồi nói, chút chuyện này còn chả làm được, nghĩa phụ phải trừng phạt ngươi rồi. Sau đó là một tiếng kêu lên thê lương của cô, vang trong bóng tối, đừng mà. Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, thì chẳng có nghĩa phụ nào cả, nơi đây ánh sáng ấm áp đồ dạ quay sang hỏi cô sao thế gặp ác mộng à triệu xu mặt đỏ bừng vì ngại ngùng cô nép vào trong góc giường nói bệ hạ người muốn giết ta anh ở đồ dạ đứng lên duỗi tay một cái rồi nói ta nói rồi đây chỉ là trò chơi thôi ta không những không giết ngươi mà còn sẽ giả vờ không biết chuyện để mặc ngươi truyền tin y vừa cười vừa nói dù gì như thế trò chơi mới càng thêm thú vị mà đồ dạ lấy giấy bút ra dùng bút lông chấm vào nghiên mực rồi sau đó viết lấy viết để lên giấy ví dụ bây giờ chẳng phải nghĩ ra một đạo thánh chỉ rất thú vị rồi Triệu Xu đứng một bên nhìn thấy khí thế hùng hồn này của Đồ Dạ thì có phần rét lạnh, bệ hạ lộ ra biểu cảm khủng bố như này. Não cô không ngừng hoạt động, suy nghĩ một chút thì liền nghĩ đến một kết luận rúng động, nhất định là lại chuẩn bị ra tay với nghĩa phụ rồi nhỉ? Ai biết bên kia Đồ Dạ đang tức tối không phải vì cái ý niệm xấu xa viết lên thánh chỉ mà là tức giận vì cái bút lông vãi, dùng bút lông viết chữ khó thật. Sau một hồi vật lộn với mấy cái mớ hỗn loạn này, thì Y không nhẫn nhịn được nữa mà thở dài mấy tiếng. Triệu Xu khó hiểu nhìn Y, viết xong rồi sao? Nhanh thật. Giây tiếp theo đồ dạ quay lại nở nụ cười gượng gạo gọi triệu su lại triệu su ngươi viết giúp ta đi triệu su há hốc mùng không nhịn nổi bật lên một tiếng hả đồ dạ tiến đến lôi người lại bàn không để cho cô từ chối triệu su trong lòng hỗn loạn tại sao lại biến thành như này triệu su chỉ đành nhận mệnh cô quay sang thận trọng hỏi đồ dạ không biết bệ hạ muốn viết thánh chỉ gì đồ dạ đặt tay lên vai cô giọng trầm trầm vang lên viết là tất cả con cháu của đồ thị bao gồm cả đồ tô toàn bộ đều xóa bỏ họ đồ biếm làm thứ dân triệu su nghe xong mà mồ hôi lạnh trên người đều đổ xuống cô khó tin mà âm thầm mở mắt to hành động phế bỏ tất cả thân thích nhà mình của bệ hạ thật không hiểu cô vì muốn moi thêm thông tin nên chầm chậm lên tiếng tiếng bệ hạ nô tỳ to gan hỏi một câu tại sao ngài lại muốn nô tỳ viết một đạo thánh chỉ như này đồ dạ không nói gì đột nhiên lại cười cười như đang nghĩ thứ gì vui lắm trước đó đã hỏi hệ thống làm suy yếu sức ảnh hưởng của vương tộc đồ thị là cách đơn giản nhất để trừ tích điểm trước mắt biếm con cháu đồ thị thành thứ dân không những có thể giảm điểm mà còn có thể tạo ra hình tượng hung quân tàn bạo về mình đối với bên ngoài quả thực là quá hoàn mỹ nụ cười của y càng lúc càng trở nên quỷ dị thần không biết quỷ không hay mà nghĩ mình có thể nghĩ ra cách này quả thực là nhân tài kiệt xuất trong giới hôn quân ha 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 đồ dạ nghĩ linh tinh nãy giờ mới nhớ ra là có người đang hỏi mình cái gì đó y quay sang nhìn triệu xu rồi nói ngươi hỏi ta tại sao triệu xu thấy hết dáng vẻ đáng sợ của đồ dạ từ nãy đến giờ rồi nên khi y quay sang cô lập tức sợ hãi gục đầu xuống là nô tì nhiều lời rồi xin bệ hạ thứ tội đồ dạ lại bỏ qua y cười lên nói đương nhiên là để tăng thêm độ khó của trò chơi rồi y đưa tay ôm lấy một bên má của triệu xu rồi thâm tình nó đạo thánh chỉ này ban ra, chẳng không những biến thành người cô quả mất đi sự ủng hộ của gia tộc, mà còn bị bêu danh hôn quân máu lạnh. Giọng y đều đều vang lên, ta để ngươi viết thánh chỉ, ngươi nói tin tốt này cho Triệu Trác, hắn nhất định sẽ rất vui mừng nhỉ. Tin tình báo này coi như là quà ta tặng ngươi, Triệu Xu khó hiểu với câu nói này của y, quà tặng cho mình sao? Từ nhỏ đến lớn, trước giờ ta chưa từng được tặng quà. Đồ Dạ vui vẻ nhìn gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm của Triệu Xu, nhất thiết không được phụ lòng ta. Còn Triệu Xu thì đã buông bỏ nỗi sợ hãi, trong lòng cô vô cùng rối rắm, rõ ràng biết bệ hạ lừa mình, nhưng tại sao mình lại vui mừng như này một lúc sau tại phủ đệ của triệu trác triệu xu đến tìm nghĩa phụ của mình cô đứng bên ngoài gõ cửa một lúc thì bên trong mới có tiếng động đi ra mở cửa triệu trác mở cửa ra nhìn cô sau đó lập tức nhăn mặt nói sao giờ mới đến vào bên trong triệu xu liền bẩm báo lần này xu nhi đến là mang theo tin tình báo quan trọng cô thành thật nói ra tất cả những gì xảy ra bệ à không đồ dạ hạ chỉ biến tất cả vương tộc đồ thị thành thứ dân triệu trác như có xét đánh ngang tai lão hô lớn cái cái gì ngay cả lý thiên nguyên luôn bình tĩnh cũng phải hốt hoảng vài phần triệu trác lo lắng nhìn đến lý thiên nguyên tìm cách lão lý ngươi vừa mới có dự định lập vua mới trong đám con cháu đồ thị tiểu tử đó hiển nhiên là đang nhằm vào chúng ta lý thiên nguyên dừng một lúc mới mở miệng lên tiếng tin tình báo quan trọng như này sao ngươi lại biết có đáng tin không triệu xu nghe hỏi đến mình thì có phần ngại ngùng cô ấp úng cái đó bệ hạ muốn ta đích thân viết thánh chỉ này không ngờ khi cô nói ra câu này triệu chắc còn bất ngờ hơn cả tin ban nãy lão tiến lên dáng cho cô một bàn tay không thương tiếc tiện nhân triệu xu bị đánh liền ngã mạnh xuống dưới sàn còn triệu chắc thì vẫn đang chửi rủa có phải là ngươi đã tiết lộ bí mật của chúng ta không triệu xu đau đến ôm má bên má đã bị đánh đến đỏ sậm cô vẫn lễ độ mà đáp lời nghĩa phụ su nhi không có không ngờ lời cô nói lại không có ý nghĩa với triệu chắc lão hét ầm lên đừng diễn kịch với ta nếu không phải là ngươi thích tên mặt trắng đó đến giúp hắn đối phó với chúng ta thì hắn có thể để người viết thành chỉ lý thiên nguyên nhìn thấy triệu chắc lại sắp đánh triệu xu nữa thì hắn tiến lên vỗ vai lão triệu đại nhân bình tĩnh nếu như là triệu xu tiết lộ thì chuyện hạ chỉ sao có thể để người ta biết được đây là kế ly gián của đồ dạ thuận tiện nhắc chúng ta đừng manh động lập tân quân triệu trác giận nghiến răng nhưng vẫn nghe theo lời của lý thiên nguyên lão tiến lên vẻ mặt hòa nhã mà đỡ triệu xu đứng dậy lão vui vẻ nói su nhi vừa rồi nghĩa phụ trách nhầm ngươi rồi ngươi sẽ không trách nghĩa phụ chứ triệu xu dù đau đớn vẫn không dám bật lại người cha nuôi này cô đành xuôi theo su nhi không dám giải quyết ổn thỏa triệu xu triệu trác quay sang ngọ ý muốn hỏi ý kiến về bước tiếp theo với lý thiên nguyên lão lý xem ra chiêu lập tân quân của ngươi không còn đất diễn nữa triệu chắc cười khinh một cái rồi nói vẫn xem kế sách của ta đi ta sẽ phát động quần thần vào ngày đầu tiên hắn thượng triều cố gắng sỉ nhục hắn trên triều để hắn biết trên triều đình này ai nói là được lý thiên nguyên nhíu nhẹ chân mày hắn muốn góp ý triệu đại nhân ta cảm thấy kế hoạch của ngươi nhưng không biết hắn tại sao lại dừng lại một nhịp rồi thở dài nói bỏ đi tùy ngươi nhìn bóng lưng triệu trác lý thiên nguyên thầm tính toán trong lòng triệu trác không phải là người có thể làm được đại sự mình cũng nên có dự định riêng của mình thời gian trôi qua bây giờ sắc trời dần về chiều tối đồ dạ đang ngồi trên án thư đọc đọc cái gì đó y mắt nhìn tấu trưng nhưng lòng nghĩ chuyện khác đã chuẩn bị xong thánh chỉ rồi chỉ chờ thời cơ tốt để ban bố thôi nhưng chắc vẫn còn cách xa lúc tích điểm về không y ngẫm nghĩ chống tay lên cằm suy tính nghĩ kỹ thì chắc còn có thể tìm được không ít cách giảm điểm quốc lực sau một hồi vận động hết công suất của não bộ ánh mắt đồ dạ thốt nhiên sáng ngời đúng rồi hôn quân vòng quốc trong lịch sử trừ thân tín gian thần còn không được để ý đến triều chính cưỡng ép dân nữ nạp hậu cung gì gì đó vẻ mặt y chưa bao giờ phấn khởi như thế như tìm được kho báu vậy cứ làm thế đi xương cốt tiên đế còn chưa lạnh mình đã hạ chỉ cưỡng ép nữ quyến của tất cả nhà đại thần trong triều nhập cung thị tẩm như thế tuyệt đối sẽ khiến họ đau lòng đột nhiên giọng cười ớn lạnh của y vang lên làm cho các cung thần hầu cận bên cạnh đều đồng loạt lạnh sống lưng đồ dạ thì lại vẫn còn chìm trong ý nghĩ của bản thân như thế không chỉ có thể giảm được lượng lớn tích điểm mà còn có thể dành ít phúc lợi cho mình không hổ là mình có thể nghĩ ra cách lẳng lơ như này ngay sau đó đồ dạ không trần chừ nữa y quay sang bảo với cận thần của mình chẫm muốn triệu kiến triệu trác và lý thiên nguyên để họ lập tức đến ngự thư phòng tên cận thần còn đang mất hồn thì bị gọi đến không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đáp vâng vâng chẳng mấy chốc triệu trác cùng với lý thiên nguyên đã đến ngự thư phòng như ý muốn của đồ dạ vừa vào đến cửa họ đã nghe thấy giọng nói đầy vui mừng của đồ dạ vang lên hai vị ái khanh đừng khách khí mau ngồi đi cứ coi như nhà mình triệu trác vẫn mang vẻ mặt cọc cằn của mình đối với đồ dạ còn lý thiên nguyên thì biết thức thời hắn cung kính cúi chào đồ dạ tạ bệ hạ triệu trác vừa vào chỗ ngồi đã nhanh chóng lên tiếng ta nói này hoàng thượng ngươi cũng đã đăng cơ rồi ngày mai không phải là nên thượng triều làm quen với quần thần sao lão đã có suy tính của bản thân trong lòng cười thầm hư 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 lát nữa ta sẽ đi thương lượng với đại thần triệu đảng trong triều ngày mai nhất định phải liên hợp lại khiến ngươi mất thể diện não đồ dạ lại đi ngược lại với những người này y còn lâu mới thượng triều chăm chỉ chuyện triều chính tính như là hạng mục tăng điểm nhỉ mình ngu mới vừa đăng cơ đã thượng triều đồ dạ đối với câu nói khích này của triệu chắc thì cũng cảm thấy bình thường y ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi đáp thượng triều gì đó phiền phức quá chấm mới đăng cơ còn chưa có kinh nghiệm gì dù gì ta cũng tin hai vị ái khanh chuyện trong chiều làm phiền hai vị rồi. Lý Thiên Nguyên im lặng quan sát tình hình, hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên, bệ hạ từ chối thỉnh cầu muốn hắn thượng triều của Triệu Trác. Chỉ là có vẻ mấy người này hơi đề cao đồ dạ rồi, Người không những đoán được Triệu Trác muốn chèn ép hắn trên triều mà còn đưa ra lý do tin tưởng thần tử, khiến người khác không thể nào phản bác. Đôi mắt Lý Thiên Nguyên chăm chú đánh giá thiếu niên trên cao, chút mưu kế thô thiển của Triệu Trác hoàn toàn bị hắn coi thường. Đồ Dạ nhìn thấy hai người bên dưới đã không còn nói gì thì y biết, đến lúc tung ra kế hoạch giảm điểm chưa nạp hậu cung của mình rồi. Đồ Dạ hít một ngụm khí rồi giọng nói trầm thấp vang lên, "Khụ khụ, trước tạm chưa nói đến chuyện thượng triều, thực ra hôm nay tìm hai vị đến là có chuyện cần thương lượng." Đồ Dạ diễn ra vẻ mặt thập phần biến thái, ham mê tử sắc nói, "Chấm bây giờ là hoàng đế, hậu cung lại chỉ có một mình Triệu Xu, thực ra cũng hơi mất mặt, chấm quyết định tìm kiếm mỹ nữ, chưa nạp vào hậu cung." Triệu Trác cho dù có tính đường nào cũng không tính được bước này của Đồ Dạ, tiên hoàng vừa hạ táng đã muốn nghĩ đến chuyện của nửa thân dưới, trước giờ chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như này. Lý Thiên Nguyên cũng không tin nổi, cố ý gọi chúng ta cầu kiến, mà chuyện cần thảo luận không liên quan đến quốc sự chưa nạp hậu cung là chưa gì thế hả đồ dạ diễn thì diễn cho chót y tiếp tục nói đúng rồi chuyện này phải nhanh lên đồ dạ quả thật vừa vui bên ngoài trong lòng cũng vui nốt nhanh chóng đưa tích điểm quốc lực về không đi bên dưới hai người kia quả thực đã cạn lời đến một chữ cảm thán cũng chẳng nói ra được nữa triệu trác bất lực nhất nhưng cũng phải lên tiếng giải quyết bệ hạ muốn ta tìm kiếm mỹ nữ thiên hạ thì ta ủng hộ có điều thời gian cấp bách đồ dạ tiếp tục khoa trương tình diễn kỹ năng diễn xuất của mình ta hiểu trong lúc cấp bách không tìm được mỹ nữ trong thiên hạ vậy thì tìm một vòng trong đế đô đi triệu chắc thầm khinh bỉ trong lòng, nóng vội không chờ đợi được nữa chứ gì. lão quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của lý thiên nguyên thì trong lòng thầm cầu nguyện lý thiên nguyên, ngươi đừng để bệ hạ dùng chuyện muốn tìm kiếm mỹ nữ để trục mũ lừa bản thân. hắn vừa mới nhắc đến đế đô, e là đây mới là trọng điểm. đồ dạ không cho bọn họ thời gian suy nghĩ sâu xa, y lại lên tiếng, ta nghĩ ra một cách bớt thời gian công sức. sau đó một loạt từ được phát ra từ miệng đồ dạ, mỗi một chữ đều mang theo khiêu khích. chúng ta có thể lựa chọn trong nữ quyến từ nhà các đại thần trong triều sau khi phân phó xong chuyện quan trọng đồ dạ không giữ hai người họ ở lại nữa hai người cũng cáo lui ra đến bên ngoài triệu chắc đuổi theo thiên nguyên nói đồ dạ đó không để ý đến triều chính mà còn chưa nạp hậu cung đây rõ ràng là tiết tấu của hôn quân triệu chắc không ngừng liên thuyên có điều tiểu tử này tự tìm con đường chết từ vị trí hoàng đế rồi cũng bớt không ít sức lực cho chúng ta lý thiên nguyên từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng y như hắn đang có tâm sự nặng nề mà triệu chắc cứ mãi lãi nhãi hắn tức quá quay lại lớn tiếng đủ rồi gương mặt lý thiên nguyên méo mó nói nếu như ngươi tiếp tục xem nhẹ bệ hạ thì chờ đợi chúng ta chính là kết cục chu di cửu tộc triệu chắc bị câu nói này của hắn làm cho đứng hình mãi một lúc lý thiên nguyên mới nhận ra bản thân hơi quá y vội vàng nói xin lỗi triệu đại nhân vừa rồi ta hơi thất thố có điều hành động của bệ hạ đều là cao chiêu có thâm ý khác triệu chắc đáp cao chiêu sao ta lại không nhìn ra lý thiên nguyên lấy lại bình tĩnh giải đáp ngươi vừa mới lập ra kế hoạch khiến hắn mất mặt trên chiều đã bị hắn nhẹ nhàng phá giải chứng tỏ hắn nắm rõ như lòng bàn tay ý đồ của chúng ta triệu chắc vội vã hỏi nhưng kế hoạch đó vừa được quyết định thì chúng ta đã bị triệu vào cung rồi căn bản không có khả năng tin tức bị lộ ra ngoài. Lý Thiên Nguyên đương nhiên biết chuyện này, y thâm sâu nói, chứng tỏ hắn đã tính toán được trước rồi, đây mới là chỗ đáng sợ, không chỉ như thế, trừ không thượng triều thì hắn còn chưa nạp hậu cung, một loạt hành động này nhìn thì như hoang dâm vô độ, như lại nhằm vào chúng ta, là liên hoàn kế hợp thành một thể. Triệu Trác bước theo sau Lý Thiên Nguyên, ông ta vẫn chưa rõ chuyện này là gì, liên hoàn kế có ý gì. Lý Thiên Nguyên bước đi không quay đầu lại, hắn nói, đồ dạ không cần thượng triều bởi vì hắn có tự tin không cần thượng triều cũng có thể nắm được triều chính. Bởi vì thu nạp nữ quyến của nhà các quần thần và hậu cung, hắn có thể thông qua phương thức liên hôn, trực tiếp lôi kéo các đại thần, đào góc tường thế lực của chúng ta trong chiều. Triệu chắc bấy giờ mới sáng mắt, lão hoàng hốt nói, "Vậy, vậy làm sao đây?" Lý Thiên Nguyên quay mặt vào bóng tối, hắn cười quái gở, giọng u u nói, "Còn có thể làm gì, bây giờ hắn là bệ hạ, cần truyền thừa huyết mạch đồ thị, mở rộng hậu cung là điều đương nhiên." Hắn xoay người lại, nụ cười nham hiểm hiện ra tất cả, ẩn ý nói, "Chúng ta là thần tử, đương nhiên cũng phải làm hắn hài lòng." Chẳng mấy chốc đã là mấy ngày sau, tại cung điện phụ vương cung lý thiên nguyên đi theo sau đồ dạ bẩm báo bệ hạ mấy ngày trước đã làm theo lời ngài phân phó biếm tất cả con cháu đồ thị thành thứ dân chỉ có đại hoàng tử đồ tô vì đóng quân ở bên ngoài thành chỉ vẫn chưa được đưa đến đồ dạ nghe không được một nửa đã phất tay bảo những chuyện đó không quan trọng lát nữa lại nói sau đó y thay đổi sắc mặt trở nên vô cùng gian manh mà nói trước đó muốn các người lựa chọn hậu cung như nào rồi lý thiên nguyên bị chủ đề này làm cho có chút khó khăn suy nghĩ hắn khụ một tiếng rồi cung kính bẩm báo vi thần may không hổ thẹn với chức trách chỉ là thời gian gấp gáp xin bệ hạ lượng thứ sau đó hắn đứng thẳng dậy vỗ tay vài tiếng rồi cho truyền đều ra đây đi để bệ hạ xem đôi mắt đồ dạ đang tối sầm bỗng dưng trở nên vô cùng sáng ngời mặt cũng đỏ lên bước vào là vô số mỹ nhân mỹ nữ từ khắp nơi bọn họ mỗi người một vẻ đẹp khác nhau đồ dạ mê đắm nhìn bọn họ đến cả nước dãi cũng chảy xuống không ngừng làm bộ dáng hoan hô vô cùng phấn khích nói đây đây chính là thiên đường cực lạc sao ngay sau đó một loạt cô gái đều cùng nhau hô lên một tiếng Nô tỳ thăm kiến Bệ hạ, Đồ Dạ cười khắc khà vô cùng mất liêm sỉ đáp, "Khụ khụ, miễn lễ." Y nhảy sang chỗ Lý Thiên Nguyên bên cạnh, tựa sát người vào vai hắn mà thủ thỉ, "Lý Ái Khanh, lần này trong những mỹ nữ hậu cung ngươi triều mộ, có ai nhiều chiêu trò không?" Lý Thiên Nguyên vốn nào có ham luyến mỹ sắc, hắn nhíu nhíu mi nói sự thật, vi thần không rõ hàm ý của nhiều chiêu trò mà Bệ hạ nói. Đồ Dạ đang vô cùng hứng thú thì bị câu này của Lý Thiên Nguyên dội một gáo nước lạnh, y buồn chán biểu môi không vui, lão già Lý Thiên Nguyên này giả vờ đứng đắn, cho dù trước đây chưa từng nghe nói đến nhiều chiêu trò thì thân là nam nhân kết hợp với ngữ cảnh trên dưới mà cũng không thể lĩnh hội được tinh thần trong đó sao lý thiên nguyên thấy đồ dạ lại im lặng một lúc lâu chẳng nói năng gì thì trong lòng hắn bắt đầu đổ mồ hôi đồ dạ nổi lòng nghi ngờ rồi sao ấy nhưng hắn vẫn đắn đo vô cùng những phi tần lần này đa phần được lựa chọn từ những nữ quyến quý tộc không có thế lực lớn bề ngoài thì hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì chỉ có hai nữ nhân đó chính là phạm đào chu và gia cát sa hơn 10 năm trước hai hào môn thế gia của đại càn phạm gia và gia cát sa vì chọc giận tiên hoàng bị chém đầu cả nhà hắn nhớ lại quá khứ xa xôi kia lúc đó ta phụ trách hành hình tâm huyết dân trào âm thầm cứu hai đứa nhỏ này ngày qua ngày từng 10 năm nay ta che giấu thân phận của hai đứa nuôi nấng chúng nó bên cạnh không ngờ được chúng đều kế thừa tài năng trong nhà trở thành quân cờ quan trọng trong tay ta nhớ đến buổi tối hôm trước lý thiên nguyên gọi đến hai người để bàn bạc việc hệ trọng a chu a sa đồ thiên quân càn hoàng giết cả nhà các ngươi đã chết hắn biết hai đứa nhỏ này như thế nào vì vậy tận dụng triệt để tâm tư của bọn nhỏ để kích động chúng nhưng các ngươi không thể tận tay báo thù có cam tâm không hắn bắt đầu nói từng lời từng lời thao túng bây giờ có một cơ hội khiến đồ thị bị hủy diệt đang bày trước mặt các ngươi có điều chuyện này cực nguy hiểm tân hoàng đồ dã không những tâm cơ thâm trầm mà còn hoang dâm bạo ngược còn ghê gớm hơn cả đồ thiên quân các ngươi có thể nói là cửu tử nhất sinh một trong số hai người bọn họ lập tức lên tiếng chỉ cần có thể báo thù a chu vạn chết không tử người còn lại cũng vì thù hận mà nhanh chóng tuyên bố a sa đã có giác ngộ hy sinh bản thân từ lâu rồi lý thiên nguyên cười khẽ quả nhiên hắn đã tính toán được kết quả này không sai biệt lắm đúng lúc mượn lần tuyển phi này sắp xếp hai người này bên cạnh đồ dạ đảm bảo thần không biết quỷ không hay quay lại thực tại đồ dạ đột nhiên hai mắt hình ngôi sao đi lại đứng trước hai người con gái rồi la lớn hai vị tỷ tỷ này không sai người đồ dạ chú ý đến chính là a chu và a sa được lý thiên nguyên cài vào trong đội hình tuyển phi lý thiên nguyên nhìn thấy đồ dạ nhìn chằm chằm hai nữ tử mình gài vào thì trong lòng thốt nhiên chột dạ đây 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 bị chú ý rồi nhưng không phải thế đồ dạ thật ra đang nhìn bảng tóm tắt ra thế của hai người họ quyền thuật 32, phân cốt 96, cổ hoặc 83, mươi trinh phạt 35, hãn võ 20, tâm cơ 90, gia cát sa con gái của đại phương sĩ gia cát thiên cương thời càn nguyên đế là người duy nhất còn sống sót sau khi càn nguyên đế giết sạch gia cát sa được lý thiên nguyên nuôi dưỡng tiếp cận ký chủ để báo thù diệt quốc người còn lại là phạm đào chu cháu gái của phú thương phạm tuyết nham thời càn nguyên đế là người duy nhất còn sống sót sau khi cần nguyên đế giết sạch phạm gia được lý thiên nguyên nuôi dưỡng tiếp cận ký chủ để báo thù diệt quốc giá trị chiến đấu là quyền thuật 37, phân cốt 95, tâm cơ 96, cổ hoặc 26, mươi trinh phạt 66, hãn võ 82. mươi đồ dạ xem xong thì cũng hiểu rõ địch ta y cười khinh khỉnh hai chị gái này thì ra là gián điệp mà lý thiên nguyên nhét vào trong này rất tốt mỹ nữ rắn rết gây loạn hậu cung như này vừa khéo xứng với tiêu chuẩn hôn quân vong quốc đồ dạ suy xét xong xuôi thì tiếp tục nhập vai y đưa mặt lại gần hai người rồi hỏi tổ chức của hai vị tiểu thư không tệ nhé tên là gì a chu lên tiếng trước hồi bệ hạ nô tỳ tên là a chu a sa cũng không chậm có hơi lắp bắp đáp lời ta là a sa đồ dạ nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của a sa y lập tức muốn trêu gạo tiến lên gần hỏi cô tiểu thư a sa hình như rất căng thẳng à lý thiên nguyên lo lắng đến nổi không kiềm được run rẩy hắn nghĩ thầm nguy rồi tính cách của a sa hướng nội dưới khi thế bức ép của đồ dạ cô ấy rất có khả năng sẽ có sơ hở đồ dạ thấy mình hỏi bao nhiêu a sa cũng không mở lời thì y có phần nôn nóng lập tức nâng cầm a sa lên không cần sợ bản vương thực sự rất dễ gần y cảm thấy dù có làm gì thì a sa cũng không phản kháng nên y tiện tay nắn nắn xoa xoa cảm của cô a sa trong lòng dối như tơ vò cô thầm thấy nguy sắp sắp không chịu được nữa rồi hửm a sa đột nhiên lúc này hệ thống vang lên âm thanh cảnh báo thuộc tính ẩn giấu chưa biết của gia Sa, cũng chưa được ghi chép vào trong hệ thống dưới trạng thái căng thẳng bị những người khác giới tiếp xúc với những bộ phận mẫn cảm trên người bao gồm nhưng không giới hạn cầm, sẽ vì cảm giác xấu hổ mà rơi vào trạng thái ngất tất cả những người ở đó đều đồng loạt kinh hãi trước việc asa đột nhiên ngã xuống đất ngất đi nguy rồi đồ dạ tối sầm mặt mũi y lúng túng nhìn người đang nằm dưới đất nước mắt vẫn không ngừng rơi rõ ràng là muốn diễn sủng ái cô ta để làm yên lòng lý thiên nguyên không ngờ được mức độ chịu đựng của da Cắt quá kém đã làm hỏng hết biểu diễn rồi đồ dạ lia mắt đến lý thiên nguyên đang ở chỗ đằng xa y thầm cảm thấy không ổn rồi hu hu như này lý thiên nguyên sẽ sợ thân phận cô ta bại lộ chắc chắn sẽ tìm cớ rút cô ta về quả nhiên dây sau đột nhiên lý thiên nguyên quỳ gối xuống hắn cúi đầu thật thấp nói vi thần sơ xuất trong việc giám sát chọn người không thích hợp nữ nhân này đã thất lễ trước mặt bệ hạ vi thần tội đáng muôn chết vi thần sẽ đem nữ nhưng đồ dạ không cho hắn nói hết y đã cắt ngang không cần đồ dạ đã nghĩ xong kế hoạch trong đầu kế sách hiện tại chỉ có miễn cưỡng tiếp tục diễn tiếp y cúi xuống ôm lấy a sa đã ngất lên còn không quên thoại những lời thoại bỉ ổi cho giống một hôn quân bản vương thích loại vừa trêu chọc đã không chịu được này lý ai khai ngươi chọn người quả thật là hợp ý ta a chu ở phía sau âm thầm mắng nhiếc hôn quân này quả nhiên biến thái lý thiên nguyên không hề nghi ngờ hắn lau đi mồ hôi trên mặt rồi đáp tạ tạ bệ hạ đồ dạ lộ vẻ mặt bỉ ổi đê tiện ra y thông báo với mọi người ở đây quyết định rồi tối nay để tiểu thư a sa thị tẩm a chu phía sau lại lần nữa buông lời mắng chửi hôn quân sớm muộn cũng giết người đồ dạ đang chuẩn bị bước đi thì đột ngột nhìn xuống a chu đang quỳ bên cạnh kịp thời bắt gặp thấy ánh mắt căm hận của cô y thắc mắc tại sao dùng ánh mắt bất mãn như thế nhìn ta lẽ nào là y quả nhiên chẳng đứng đắn gì y cười đê tiện nói tiểu thư a chu cũng muốn cùng thị tầm sao vậy chẳng bằng tối nay chơi đấu địa chủ ba người đi a chu nhất thời thất thần với sự đáng sợ của tên trước mặt này hả à, trong buổi sáng cùng ngày hôm đó đồ dạ thật sự đưa a sa cùng a chu về tầm cung của mình đồ dạ nhìn cách tấm màng nhìn hai nữ nhân trong đó mà không khỏi cảm thán bản thân trong hậu cung giai lệ tối nay quả nhiên là hai vị tiểu thư này đứng đắn nhất đồ dạ nhìn hai người đang nằm trên giường a chu thì đang chăm chăm cam phẫn nhìn y nhưng đồ dạ không để ý cô mà y đang nghĩ hệ thống hiển thị họ là vì diệt quốc mới tiếp cận mình có thể lợi dụng điểm này y nhớ đến lý thiên nguyên ban sáng hẳn là hắn có ý định này lâu rồi dù gì có thể để lý thiên nguyên âm thầm nuôi dưỡng còn cố ý tặng cho mình họ chắc chắn có điểm hơn người nhưng mà y cũng có hơi ngao ngán đôi chút đáng tiếc hệ thống chỉ hiển thị chỉ số năng lực và tài liệu cơ bản hai người họ có kỹ năng hại nước gì thì mình chưa rõ lắm a chu nhìn đồ dạ đứng y một chỗ từ nãy đến giờ nét mặt của y cũng không hề thay đổi cứ như bị đứng hình thì cô không khỏi nhíu mi thắc mắc, hôn quân đó đang nghĩ gì thế? Cô nhìn đến Asa vừa mới tỉnh lại vẫn đang nằm bên cạnh mình mà nghĩ, rõ ràng chúng ta đã có giác ngộ hiến thân. Cô cùng Asa vốn đã tưởng tượng đủ loại sỉ nhục tra tấn vô liêm sĩ của đồ dạ rồi, sẽ bị các loại chiêu thức lăng nhục chúng ta, ép chúng ta khuất phục dưới sự hoang dâm của hắn, bây giờ xem ra. A Chu chăm chú ánh mắt nhìn đến tên đồ dạ, chẳng hiểu sao trong mắt cô, y vẫn không thể nào trông hiền lành tốt bụng được, mà đồ dạ trả làm gì xem ra còn đáng sợ hơn. Đột nhiên A Chu mở to mắt nhớ đến một chuyện, đúng rồi lúc lý đại nhân đưa chúng ta vào đây còn cố ý dặn dò lý thiên nguyên đêm qua đã đích thân đến dặn dò hai người không cần lo lắng về thân phận lai lịch của các người ta đã làm giả xong rồi đảm bảo hắn không tra ra được nhưng đồ dạ này tâm cơ thâm trầm cho dù háo sắc nhưng rất khó bị mỹ sắc mê hoặc lý thiên nguyên nhắc đến đây thì mặt ông ta càng căng thẳng hơn giọng nói cũng trở nên cảnh giác càng huống hồ triệu trác đã tặng triệu su cho hắn trước rồi cô ấy vừa là mỹ hữu của các ngươi cũng vừa là đối thủ cạnh tranh của các ngươi từng lời từng lời nói của ông đều ghi vào đầu hai người các ngươi phải có được tín nhiệm của đồ dạ phải thể hiện ra giá trị của các ngươi với hắn ngoài tướng mạo ra ta tin rằng các ngươi biết phải thể hiện giá trị của bản thân như nào đang không ngừng nhớ lại lời của lý thiên nguyên thì đột ngột bị đồ dạ gọi lại hai vị tiểu thư đang nghĩ gì thế sao mà thất thần vậy y nói tiếp vừa rồi ta hỏi các ngươi các ngươi có tài nghệ sở trường gì không cả hai người đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ quả nhiên đến rồi asa không ngờ lại nhanh nhảo hơn cô lên tiếng trả lời trước nô tỳ có sở trường bói toán quan sát tinh tượng đoán chữ phù lục phong thủy dưỡng sinh y đạo luyện đan đồ dạ nghe một loạt thông tin từ miệng a sa nói ra xong thì cười mãi không thôi sở trường này được đấy đây chính là thực lực của con gái đại phương sĩ sao sau cùng cô chậm chạp nói nhỏ ra một câu còn có thuật phòng the a chu bên cạnh nghe câu cuối xong thì trong lòng thầm khinh bỉ đôi ba phần với thể chất vừa bị nam nhân động vào đã mất khống chế của ngươi mà còn dám nói bản thân biết thuật phòng the đồ dạ nghĩ nghĩ một chút không biểu hiện gì ra ngoài sau đó quay sang hỏi a chu vậy tiểu thư thì sao A Chu quan sát đồ dạ vài giây thì kết luận, xem biểu cảm của hôn quân đó, hình như không hài lòng với câu trả lời của xa tỷ tỷ lắm, mà ta xuất thân từ thế gia thương nhân. Trong trí nhớ của cô, bản thân từ nhỏ đã đi theo tổ phụ ra vào các nơi buôn bán, dần dần ta không chỉ có sở trường tính toán hàng hóa, mà còn có sở trường tính toán lòng người. Nhưng tổ phụ gặp nạn khiến ta hiểu ra, có hai kỹ năng này thì sẽ rất dễ bị người trên nghi kỵ. Bây giờ trong lòng A Chu hiển nhiên lại có trăm mối tơ vò, tiền đề của báo thủ chính là bảo vệ bản thân trước, cùng lúc với việc thể hiện giá trị, giả dạng bản thân thành hình tượng vô hại a à, chu nghĩ chu toàn tất cả rồi thì mới bắt đầu múa dìu qua mắt thợ nô tỳ là một nữ tử yếu ớt làm gì có tài nghệ sở trường gì trong lòng cô lại nghĩ bản thân giỏi tính toán hàng hóa hiểu rõ lòng người tuyệt đối không thể nói ra cô e thẹn vén tóc mái qua một bên một bộ dạng đẹp động lòng người mặc dù nô tỳ xuất thân quý tộc nhưng phụ mẫu đã mất điều duy nhất có trong tay chính là gia tài bạc triệu cô thầm cười còn có hình tượng nào hoàn mỹ hơn nữ tử yếu ớt không nơi nương tựa lại có gia tài bạc triệu không đồ dạ nghe xong thì chỉ biết há mùng cảm thán cha mẹ mất còn có gia tài bạc triệu chả phải là Batman phiên bản dị thế giới sao? Sau một hồi bình tĩnh lại, y mới thầm ngẫm nghĩ, có điều nghĩ như thế thì hai vị tiểu thư có thể đóng góp cho đại nghiệp diệt quốc rồi. Đồ dạ cất tiếng, chấm là vua một nước, sao lại ham gia tài của tiểu thư A Chu ngươi được? Y tiếp lời, ngược lại, tiểu thư A Chu có nguyện ý trưởng quản quốc hố cho chấm không? A Chu nhầm lại, quốc. Cô mặt mày xanh sao hét lên, cái gì? Đồ dạ vui vẻ mà tính toán trong lòng, Phạm Đào Chu xuất thân từ thế gia thương nhân, làm giả sổ sách, tham ô công quỹ gì đó chắc chắn là rất giỏi, nhiệm vụ đào rồng quốc hố suy sụp nền kinh tế giao cho cô ấy rồi giải quyết xong một người đồ dạ quay sang phía asa ra lệnh còn về gia cát sa xuất thân gia tộc phương sĩ ừm xe mê tu đạo luyện đan lại là bản chuẩn hôn quân trong lịch sử tiểu thư asa nếu đã đa tài đa nghệ như vậy chấm sẽ phong ngươi làm nữ quốc sư thuận tiện trưởng quản thái y viện phụ trách luyện đan kéo dài tuổi thọ cho chấm gia cát sa cũng thất kinh hả một tiếng đầy nghi ngờ mấy ai biết trong lòng đồ dạ cực kỳ hưởng thụ mấy thứ có thể hại hắn chết chứ đại lang uống thuốc trọng trách đào rỗng cơ thể ta giao cho tiểu thư asa rồi y đột ngột a à một tiếng đúng rồi suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nếu asa đã làm nữ quốc sư y búng tay một cái như có sáng kiến đột phá sau này lúc gặp chấm thì mặc đạo bào đi cosplay hay ra cắt xa mồ hôi đã thấm ướt cả áo cô nhìn dáng vẻ vui đến khó tả của đồ dạ mà trong lòng kinh hãi còn đồ dạ thì lại khá tán dương suy nghĩ mới mẻ này của mình nếu như đã cosplay thì chơi lớn luôn đi hậu cung thường xuyên chơi cosplay thì cũng được lắm trong thư phòng triệu phủ màn đêm tĩnh mịch nhưng nơi này vẫn còn sáng đèn triệu trác ngồi trên án thư viết viết điều gì đó lão ta vừa viết vừa cười nham hiểm sau đó còn cầm lấy ngọc tỷ mà bản thân chuẩn bị để ấn lên tên tiểu tử đồ dạ đó không muốn hạ thánh chỉ này thì để ta đích thân làm thứ như ngọc tỷ này chỉ cần bản đại nhân muốn thì có thể làm ra tùy ý sau khi xong xuôi tất cả lão quấn thánh chỉ giả lại nụ cười càng lúc càng mất nhân tính trong đầu lão là vô vàng suy nghĩ độc ác đồ tô mặc dù giỏi cầm binh nhưng chỗ kém nhất chính là trung thành mù quáng cho dù thánh chỉ muốn hắn lập tức tự sát thì hắn cũng sẽ không hề do dự mà làm theo chỉ cần diệt trừ đồ tô đồ dạ không còn viện quân thì còn chả phải là mặc ta bóp nặn ông ta tính toán xong xuôi mọi thứ hoàn hảo thì lập tức hỏi người vào người đâu ngay lập tức có một người từ bên ngoài bước vào đó là tướng của triệu trác triệu tín hắn vừa vào đã cung kính mà quỳ xuống lão ra xin phân phó triệu trác đưa đến một hòm thư trong đó chính là thánh chỉ giả ông ta phân phó ngươi lập tức đến bắc quận lâm đồng thành giao thánh chỉ này cho thống lĩnh trấn bắc quân đồ tô nói đến đây nụ cười của lão vô cùng man dợ chỉ cần nhìn thì sống lưng đã rét lão gằn giọng pha với tiếng cười mà nói ngươi phải tận mắt nhìn thấy đồ tô tự sát rồi mang đầu của hắn về ta phải tặng một lễ vật chúc mừng cho bệ hạ triệu tín không bàn luận gì hắn gật đầu nhận mệnh tuân mệnh lúc này ngoài trời lá kêu xào xạc trên mái phủ của triệu trác một hắc y nhân đã nghe toàn bộ câu chuyện hắn đưa cho bồ câu một cuộn mật báo phải lập tức thông báo cho kiều đại nhân bồ câu trong đêm tối lặng lẽ bay đi thần không biết quỷ không hay mà đem tin mật báo đến nơi xa xôi cũng cùng đêm tối này ở phương xa một thống lĩnh quân đang cho đội quân của mình hành binh đi đâu đó, không một ai chú ý, trên một thân cây cao, có một đám người đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Hắc y nhân này có vẻ là một nữ tử, trên mặt đeo mặt nạ hồ điệp, nàng ta ra lệnh, chuẩn bị. Giây tiếp theo, nàng ta đã trượt chân mà rơi ra khỏi cành cây, trước sự ngỡ ngàng của hai tên đồng đội. Nàng cũng là nữ nhân, gặp bất ngờ thì cũng la hét một tiếng, hu hu, á, sau đó rơi thẳng xuống bụi cây. Một hắc y nhân trên cây nhìn xuống xong cũng chảy mồ hôi nói, kỹ năng bị động mi vận nhập thể của ưng đại nhân lại bị kích hoạt rồi người còn lại bất lực nói bỏ đi đã quen rồi người gọi là ưng đại nhân ngã trên mặt đất tức giận nói với hai người kia ngây ra làm gì mau ra tay cùng lúc đó thống lĩnh đội quân kia đang phi ngựa rất nhanh thì nhận ra điều bất thường trên mặt đất đột ngột xuất hiện một sợi dây thừng chắn ngang đường đi ông lập tức hí ngựa dừng lại nhưng đã quá muộn đoàn quân lính phía sau không kịp trở tay mà lần lượt va vào nhau tạo nên tình thế hỗn loạn khó nhìn không hết khi bọn họ vừa chạm đất thì lại kích hoạt ra bom đạn nổ tung khắp nơi ai nấy đều tán loạn bỏ chạy lúc này trên cành cây cao một đám người áo đen cũng nhảy xuống để nghênh chiến bọn họ che kín mặt bắt đầu vung đao bên dưới dùng tên bắn lên để diệt địch thống lĩnh vốn muốn đi đường khác nhưng một hắc y nhân đã chặn đường lại kêu đại nhân nói rồi không thể thả tên nào cả cản hắn lại hóa ra thống lĩnh kia chính là triệu tín triệu tín tức giận hét lên chỉ là nghịch tặc mà lại dám cản thánh chỉ hắn vừa hét xong đã nhanh chóng phi ngựa vừa vung đao chém về bọn hắc y nhân đao kiếm vô tình giết chết vài tên không biết điều nhưng lúc này ở trên cao một người cũng đang nhảy xuống giọng nói lạnh tanh vang lên kẻ không biết điều là ngươi triệu tín rõ ràng vừa nhìn thấy hắc y nhân ở phía trước mặt như dây sau đã bị cô ta kể đao ngay cổ triệu tín đưa mắt liếc ra sau rồi gần lên các ngươi là khôn vệ dây tiếp theo đoàn đao đâm xuyên ít hầu của hắn máu tươi bắn ra tung tóe một tên thuộc hạ trong đám hắc y nhân đi lấy hòm thánh chỉ giả đưa đến cho nữ thích khách kiêu đại nhân hắn từ từ mở hòm thư ra quả nhiên lục soát được thánh chỉ trên người tên này kiều đại nhân đó gỡ mũ áo choàng xuống ánh mắt cô căm hận nói quả nhiên tên hôn quân đó hạ chỉ muốn đồ tô thái tử tự sát tên hắc y nhân có phần suy nghĩ một chốc hắn liền nói ra suy nghĩ của bản thân kiều đại nhân nếu đã là thánh chỉ của bệ hạ vậy hành động tối nay của khôn vệ chúng ta có phải là vượt thẩm quyền giây tiếp theo một đạo kiếm sệt ngang qua ngay sát mặt hắn kêu đại nhân ánh nhìn sắc bén cảnh cáo mới trải qua mấy ngày thái bình mà đã quên mất ý nguyện ban đầu của khôn vệ rồi ý nguyện ban đầu mà mỗi khôn về phải lập đó là hữu quang tiện hữu ảnh duy càn năng sinh khôn khôn vệ chúng ta hành động trong tối chính là để bảo vệ tiên hoàng càn nguyên đế càn khôn chúng ta có thể hành động cay nghiệt thủ đoạn tanh máu nhưng không được quên Đối tượng trung thành của chúng ta là Tiên Hoàng. Kiêu đại nhân nắm chặt thánh chỉ giả trong tay, cả giọng nói đều là kiên cường, cùng quyết tâm. Lúc còn sống Tiên Hoàng lập đồ tô làm thái tử, bây giờ Tiên Hoàng băng hà, chúng ta đương nhiên là phải tuân theo di nguyện phò trợ đồ tô. Đôi tay cô chẳng mấy chốc mà bóp nát thánh chỉ giả, sự tức giận cùng hận thù đã đến cực hạn. Bây giờ đồ giã không những xoán vị mà còn muốn ám hại thái tử. Tên hắc y nhân kia không dám thở mạnh mà nhìn đống giấy bay trong không khí. Kiêu đại nhân tiếp tục nói, vậy hắn chính là kẻ địch mà khôn vệ chúng ta phải diệt trừ. Sau đó nàng ra lệnh cho toàn bộ lính của mình các ngươi xử lý sạch sẽ nơi này đừng để lộ phong thanh gì đám hắc y nhân đồng loạt hô rõ Kiêu đại nhân thầm tính nhầm thái tử đồ tô ở bắc cảnh quay lại kinh đô cho dù không dừng thì cũng phải mất bốn ngày nàng nhìn về phương xa rồi theo gió mây mà nói tiếp trong bốn ngày đồ dạ sẽ tạm thời không phát hiện ra thánh chỉ có điều bất thường nàng chậm rãi kéo mặt nạ xuống toàn bộ gương mặt đều được nhìn thấy rõ ràng trước đó ta phải tận tay giết chết đồ dạ hai chữ này nàng nói ra mang theo tử khí nặng nề đồ dạ bên kia khi không cũng bị nhắc đến cho hắt xì một cái y xoa mũi mấy cái rồi mới mở miệng nói lại có mỹ nữ nào đang nhớ ta sao hai người a chu a sa đang chơi bài cũng phải quay sang khó hiểu năm ngày sau triệu chắc phủ triệu chắc đi đi lại lại trong phủ của mình lão đứng ngồi không yên mà trông ngóng ra cửa tên ngu xuẩn triệu tín đó đã năm ngày rồi không có chút tin tức nào lúc này lý thiên nguyên từ ngoài đi đến hỏi triệu đại nhân người đang chờ gì thế triệu chắc bị làm cho giật mình lý thiên nguyên triệu chắc lắp bắp trả lời không không chờ gì cả muộn thế này rồi ngươi đến làm gì lý thiên nguyên lúc này mới nhớ ra ý định của mình hắn cười giơ tay ra bảo ta đến để mang đến một tin tức tốt cho triệu đại nhân sau đó còn bồi thêm một câu cùng với một tin tức xấu triệu chắc có chút tò mò mở to mắt mà hỏi có thể có tin xấu gì lý thiên nguyên nhếch mép cười sau đó cả bộ mặt biến đổi thành bộ dạng khinh người mà công bố kế hoạch ngươi làm giả thánh chỉ giết chết đầu tô đã thất bại rồi triệu chắc khó tin mà mở to mắt lão tức giận xông đến nắm lấy cổ áo của lý thiên nguyên hét lên ngươi ngươi nói bậy lý thiên nguyên hất tay ông ta ra khỏi người mình rồi nói triệu đại nhân chúng ta có lập trường giống nhau ngươi không cần phủ nhận sau đó Lý Thiên Nguyên bắt đầu nói rõ ngọn ngành mọi chuyện cho Triệu Trác, Triệu Tín đã bị giết chết ở ngoài thành năm ngày trước rồi, kẻ ra tay chính là thủ lĩnh kiêu của Khôn vệ. Triệu Trác lần nữa rơi vào hoang mang, "Khôn, Khôn vệ, quân đội ảnh tử mà tiên đế trực tiếp điều khiển à, sao chúng lại?" Lý Thiên Nguyên đột nhiên cười phá lên nói, "Tạm chưa nói đến chuyện này, Triệu đại nhân vẫn nên tiếp tục nghe tin tốt đi." Lý Thiên Nguyên lại nói, "Kiêu mặc dù đã giết Triệu Tín, lại nhầm tưởng rằng thánh chỉ đó là do đồ dạ ban ra, mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là đồ dạ." Triệu Trác vừa nghe được nửa đường đã cười theo, lão vừa cười vừa nói, "Tốt, quá hả lòng hả dạ nhưng vừa dứt câu lão đã trợn mắt triệu chắc nhìn thấy lý thiên nguyên đang muốn đi thì ông ta gọi lại đợi đã càn vệ trước nay luôn độc lai like, độc vãng loại chuyện bí mật như này sao người lại biết được lý thiên nguyên xoay người lại hắn lộ vẻ thâm tàng bất lộ rồi trả lời triệu chắc ta tự có cách riêng của mình triệu đại nhân không cần để tâm nói xong mọi chuyện hắn nhìn ra bầu trời đen kịt xa xăm ngàn dặm chẳng nhìn thấu cất lời vận may lần này của triệu nhân không tồi cũng có thể nói là trong họa có phúc chúng ta có thể nhân cơ hội này phá vỡ thế cân bằng bệ hạ tạo ra giữa đồ tô cùng ta và ngươi trời đêm lưu siêu gió giọng của lý thiên nguyên cũng theo đó mà vang lên hôm nay bệ hạ ở mời yến tiệc hậu cung ở điện càn nguyên người đông phức tạp theo như lão tính toán tất cả thì nếu như kiêu muốn ra tay với bệ hạ thì tối nay sẽ là cơ hội tốt nhất quả thật ở càn nguyên điện đã có động tĩnh như kiêu đã mặc áo choàng đen mà giữa đêm trong một mình đến tẩm điện nơi đồ dạ đang nghỉ ngơi cho nên ta sẽ nhúng tay một chút để cấm vệ quân tối nay buông lỏng cảnh giác giọng của lý thiên nguyên vẫn đều đều vang lên từng chữ một hiện giờ càn vệ đại diện cho đồ tô nên dù thích sát thành công hay thất bại thì đồ tô đều sẽ gánh ác danh giết vua Lý Thiên Nguyên càng nói, nụ cười trên mặt ngày càng lộ rõ, một người mất đi danh phận đại nghĩa như hắn, cho dù trong tay có quân đội cũng không còn đáng sợ nữa. Triệu Trác như được khai thông, lão lập tức hiểu ra được mọi chuyện, lão vui vẻ mà cười rộ lên, không tiếc lời mà khen Lý Thiên Nguyên, lão Lý ngươi giỏi lắm. Cách này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, không chỉ giết được đồ dạ, lại còn khiến cho đồ tô gánh tiếng xấu, luận về gian xảo vẫn không ai bì lại ngươi. Lý Thiên Nguyên tiến lên vỗ vai Triệu Trác, hắn cũng nói ra một chuyện, như những điều ta nói vừa rồi chỉ là tình huống lý tưởng nhất, kết quả cuối cùng vẫn phải nghe theo ý trời triệu chắc lại chẳng hiểu tại sao lý thiên nguyên phải nói cái này lão lý người nói thế là có ý gì ta thấy kế hoạch vô cùng ổn thỏa còn có thể xảy ra vấn đề gì chứ lý thiên nguyên lại chẳng muốn nói đến những gì bản thân đang nghĩ hắn cũng không úp mở chuyện gì nữa trực tiếp xoay người phất tay rời đi ta chỉ đến chào hỏi triệu đại nhân thôi thứ lỗi cho ta cáo từ trước vừa đi ra bên ngoài lòng lý thiên nguyên lại càng tỏ như trăng dạng trong toàn bộ kế hoạch thứ duy nhất mình không thể khống chế được chính là bệ hạ như những gì lý thiên nguyên tính toán trước giờ theo lý mà nói a chu và a sa hận đồ thị thấu xương tối nay trên điện càn nguyên bọn họ sẽ lựa theo tình hình để hành động nhân lúc rối loạn ra tay với bệ hạ nhưng lý thiên nguyên vẫn chẳng thể buông bỏ lo lắng mặc dù bọn họ thông minh nhanh nhẹn song bàn về mưu mô thì thật sự sẽ là đối thủ của bệ hạ sao thân ảnh của lý thiên nguyên càng lúc càng lúc chìm vào bóng tối theo đó cũng chính là nỗi lòng nặng trĩu của hắn hy vọng chuyện này chỉ do mình đa nghi trong điện cần nguyên lúc này hậu cung cosplay mà đồ dạ luôn đau đầu cuối cùng cũng đã được tổ chức có vô số mỹ nữ đã ăn mặc khác lạ mà đến đây mọi người cũng bắt đầu làm quen nhau còn xả giao vài câu xem như tỉ muội thân thiết ô muội muội hôm nay thật là đẹp đến mức lay động lòng người xem tỷ nói gì kìa ta có mặc đẹp hơn thì cũng không vượt qua nổi tỷ 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 thu hút ánh nhìn như này tối nay đại vương nhất định sẽ chịu tỷ thị tẩm người tỷ tỷ ngại ngùng che miệng cười bảo sao muội muội lại khiêm tốn như vậy chứ tương truyền bắt đầu từ rất lâu về trước hậu cung là đầu trường tranh quyền đoạt vị giữa các nữ quyến quý tộc ngoài mặc một tiếng tỷ tỷ một tiếng muội muội nhưng rõ trong thân tâm mọi người lại chẳng đặt ai vào mắt mỗi người đều mong mình là người đẹp nhất còn không quên mắng người này một chút người kia nhiều chút một đám người ngu ngốc loài loẹt các người không có cơ hội đâu cho rằng ăn mặc xinh đẹp đáng yêu là có thể thu hút được bệ hạ sao quá ngây thơ rồi những bộ trang phục này lộ quá ít tính sai rồi người bệ hạ lật thẻ bài tối nay chính là ta trong lúc bọn họ còn đang tính toán lẫn nhau thì có một tiếng động khiến ai nấy cũng phải dừng lại mà nhìn sang hướng nó người tạo sự chú ý này chính là khôn vệ thủ lĩnh kiêu hôm nay cô lựa chọn trà trộn vào đám người này để tiện tay ra tay với đồ dạ bộ trang phục với chiếc lắc chân chuyển động tạo ra âm thanh thập phần dễ nghe hôn quân đồ dạ này quả nhiên hoang dâm vô sỉ tất cả cách ăn mặc đều không có giới hạn kêu liếc mắt lướt qua một vòng những người có mặt ở đây rồi cẩn thận đánh giá những người này làm sao vậy rõ ràng là đều không có tu vi võ đạo cô cảm thấy có chút rét lạnh sao bọn họ lại có thể phóng ra sát ý lạnh tóc gáy như vậy mấy ánh nhìn không thân thiện này làm cho thủ lĩnh kêu cũng phải nhíu mày hậu cung của hôn quân quả nhiên là đáng sợ đằng xa có hai người đang không ngừng to nhỏ với nhau cô ta là ai vậy sao ăn mặc quyến rũ đến thế chứ chưa từng gặp bao giờ chắc không phải là cung nữ nào đó muốn đổi đời đến phát điên không kêu đứng đó chết chân tại chỗ ta nghe được hết đấy lúc này có một người đi đến bắt đầu châm chọc cô Tiểu muội muội, cách ăn mặc của muội rất sáng tạo, như lăn lộn trong hậu cung mà không có thế lực, bối cảnh thì cũng bằng không, những người khác cũng theo đó mà cười phá lên ha ha ha, kêu đường đường là thủ lĩnh của càn vệ, cả đời hành chiến trên chiến trường, mấy lời sỉ nhục này cũng là lần đầu nghe. Cô tức giận đến run bần bật nhưng không thể làm hỏng đại sự, bình tĩnh, cần phải chú tâm vào chuyện chính, không thể ra tay với ai ngoài mục tiêu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của thị vệ, "Bệ hạ giá đáo." Đồ dạ mặc quần sọt đi đến, bên cạnh còn có A Chu và A Sa, y vừa vào đã vui vẻ giơ tay lên chào mọi người. Sau đó còn hôn gió tất cả, yêu các nàng. Đám hậu cung ban nãy còn đang nói đùa với nhau thì bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung về Đồ Dạ, còn không ngừng hét lên. A à a à không chịu nổi mà, hoàng thượng, hoàng thượng, ta cũng yêu chàng, bệ hạ ta muốn sinh con cho ngài. Đồ Dạ nhìn một vòng thì nhận ra hôm nay còn có nhân vật mới. Ừ, y nhìn đến Như Kiều đang đứng giữa một vòng người, chỉ số của cô vô cùng bắt mắt, quyền thuật 41, ngang ngược 80, mê hoặc 85, trinh phạt 85, dũng cảm 93, mưu mô 65 kiều. Thủ lĩnh Khôn Vệ thị vệ bên cạnh hoàng đồ thiên quân quá cố sở trường là mai phục trộm cướp ám sát trung thành với thái tử đồ tô vì muốn giúp đồ tô kế vị nên âm mưu giết đồ dạ kiêu cũng nhận ra đồ dạ đang nhìn đến mình ánh mắt của hôn quân đó hắn chú ý đến mình sao cô không chần chờ mà lập tức động thủ đưa tay rút con dao bên hong ra tiến lên phía đồ dạ hôn quân chịu chết đi đồ dạ tháo kính dâm ra mở to đôi mắt trước loạt động tác của kiêu kiêu xông lên phía trước còn gọi lớn hôn quân chết đi a chu cùng a sa bên cạnh lập tức lớn miệng hô lên to gan dám ở trước mặt bệ hạ nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Rồi Asa đột ngột nhận ra, lẽ nào đây chính là tinh hoa của cosplay sao? Nhớ đến trên điện cân nguyên năm ngày trước, đồ dạ tập họp mọi người lại rồi thông báo, các ái phi, trầm quyết định buổi tối năm ngày sau sẽ tổ chức một yến tiệc cosplay ở hậu cung. Hai từ cosplay này đem về thời cổ đại mà nói ra thì quả thật chẳng ai biết nó là thứ gì. Một nữ tử trong đám người lên tiếng hỏi, bệ hạ, nô tỳ ngu dốt, không biết tiệc cosplay là cái gì. Đồ dạ sớm đã đoán được chuyện này, y vui vẻ mà lấy ra một chiếc Lolita ra rồi đưa lên cho các nàng xem, cái gọi là cosplay chính là sắm vai nhân vật. Các ái phi đến lúc đó chỉ cần mặc các kiểu trang phục đẹp nhất, cùng đóng vai các kiểu nhân vật, chơi đùa cùng với chấm, he he he. Lúc đó, mọi người đều nhìn nhau, hiểu hay không cũng chẳng ai dám mở miệng hỏi lại. Bấy giờ, hai người A Chu A Sa đồng loạt hô lớn, tinh hoa của cosplay thì ra là nằm ở tính thú vị và kích thích ở nhân vật mình sắm vai sao. Kêu đã đến rất gần với đồ dạ, cô hét lên, ta đến đâm người đây, mà đồ dạ thì đang vừa la hét, a à đừng mà thấy phản ứng của đồ dạ như vậy một đám người đều đã nghĩ rằng đây là trò kích thích thôi bọn họ bắt đầu nghiến răng mắng à đó đóng vai thích khách loại nhân vật này tràn đầy nguy hiểm rất dễ dàng khơi dậy bản tính chinh phục của đàn ông quả nhiên là rất mưu mô kêu đột nhiên nhận ra có người đang lao đến chỗ mình ánh mắt sắc lạnh nhìn qua một nữ tử vừa xông lại chỗ cô vừa nói nhưng mà nếu đã bị ta phát hiện ra thì ta sẽ không để ngươi được như ý đâu bệ hạ thần thiếp sẽ thay ngài bắt thích khách này kêu dùng một tay nắm lấy tay nữ nhân rồi quăng ra một hướng xa giải quyết xong một người thì kêu không khỏi chố mắt nghĩ nữ nhân này điên rồi sao rõ ràng là chẳng có chút tu vi gì mấy người còn lại nhìn thấy cô gái kia ngã nhưng vẫn nghĩ rằng thứ này chính là sắm vai nhân vật sao thế là đồng loạt hàng chục nữ nhân lao lên như nước vỡ bờ mà tranh giành không thể để ả à ta cướp đất diễn một đống người vây quanh kêu khiến cô không thể tiếp cận đồ dạ được nữa muốn dùng cách tà ma ngoại đạo này để thu hút sự chú ý của bệ hạ ư không có cửa đâu tiểu nha đầu này có hiểu quy tắc muốn tranh trước sao đã hỏi ý kiến của chúng ta hay chưa ở hậu cung này phải dựa theo thứ bậc người xếp lượt sau đi mấy cô gái cũng tự cho mình vào vai hộ vệ mà hét lên chúng ta đến hộ giá bắt tên thích khách này đừng để ả à ta tiếp cận bệ hạ muốn giết bệ hạ thì phải bước qua xác của ta trước đã kêu càng lúc càng bị kéo ra xa cô vô cùng căm phẫn đồ dạ nhìn tên đó vẫn còn an ổn đứng đằng xa lòng cô vô cùng chán ghét tên hôn quân hoang dâm vô độ này đám phi tử hậu cung lại cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn hắn có điểm gì tốt cơ chứ nhưng cô đã đến đây nếu đã là sự lựa chọn của các ngươi ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa đồ dạ bây giờ vô cùng sợ hãi coi cảnh báo đang không ngừng gieo lên trong đầu y không hay rồi những phi tử này là sự bảo đảm để mình diễn vai hôn quân là nhân lực quan trọng trong nhiệm vụ bại quốc ngay thời khắc cây dao trên tay kêu sắp đâm vào một nữ nhân nào đó thì đồ dạ lên tiếng dừng tay thả những nữ tử đấy ra kêu dừng tay lại nhìn đến đồ dạ đằng kia tên hôn quân này không những không nhân cơ hội bỏ chạy mà còn ngăn cản mình cũng có chút can đảm đó mấy nữ tử kia đều đưa ánh mắt chiều mến nhìn về phía đồ dạ bệ hạ vì chúng ta mà đối diện với thích khách cảm động quá thần thiếp không sợ chết chỉ cần có thể khiến bệ hạ nhớ tên vậy là đủ rồi kêu nhìn đến đồ dạ rồi nói ra điều kiện ô ngươi đang muốn chết thay cho họ sao chỉ cần ngươi dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của họ thì ta sẽ vui vẻ bớt giết đi vài người đồ dạ âm thầm tính toán không được trước khi dùng hết điểm tích lũy quốc lực mình không thể chết nếu không nhiệm vụ tiêu diệt đất nước sẽ thất bại sau một lúc suy nghĩ cẩn thận đủ đường đồ dạ dùng bộ dáng bình thản nói xin lỗi bây giờ chưa đến lúc ta chết kêu siết chặt nắm tay đáp quả nhiên chỉ giỏi nói mà thôi đồ dạ chậm chậm tiến lên phía trước rồi nói có điều chấm có thể cho đổi bằng cách thoái vị cho đồ tô mục đích ngươi đến hành thích chấm không phải là vì muốn giúp đồ tô đăng cơ sao kiêu Kiêu như cảm nhận được lần đầu tiên bản thân biết sợ hãi, cô mở to đôi mắt không thể tin nổi, cái gì? Thân phận của mình, còn cả mục đích, hắn đều biết tất cả, lẽ nào đây là một cái bẫy? Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất, mình xin chân thành cảm ơn.